Đó. Hoàng hôn đẹp quá. Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mấy anh em mình đăng cái dầm đăng thứ hai nè cả nhà. Dầm đăng này thì nói chung là thấy cũng khả quan lắm cả nhà ơi, có lý lắm. Mà có cái đăng ở qua đây thì sóng tàu nó cực lắm. Nhắn đăng thì nó cũng hơi lâu nữa. Anh em mình chờ cạn đăng bắt nè cả nhà. Mình chia cho hai dầm nha. Ở đây một dầm, ở đằng kia một dầm. Hy vọng hôm nay sẽ được may mắn cá rất là nhiều. Hôm bữa cả nhà ơi, bộm. Chưa gì thấy nhớt rồi nè cả nhà. Cá nháy với lại con cá ngát nó nằm trên ấy giềng rồi cả nhà. Đây. Ảnh nằm bên giềng luôn cả nhà. Không mà có cá vậy cả nhà. Nước còn lỉnh láng rồi nè cả nhà ơi. Nhiều có cá là biết. Nè mình này đang ngay ngã bảy nè. Đó. Ngã bảy nằm bên kia. Cá nháy này nướng này hết biết. Trời. Thùng bia nữa. Rồi lấy cá ngát đi rồi ơi. Lấy hả? Ừ. Rồi chờ cản anh em mình. Chờ cản anh em mình chiến đấu chứ sao. Này là thiên hạ. À, chưa gì có nhớt rồi nha. Bỏ xuống sông đi. Giọng nó luôn. Giọng nó nha. Giọng luôn. Giọng luôn. Giọng nè. Anh em mình phát phát hiện cá dẻm cả nhà ơi. Dẻm mà cá ngát dữ lắm. Nè 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 nè. Từ từ lội lội đây, lội lội đây ơi. Từ từ. Đó có con giận giận giọng đó. Nè nó giận nước luôn luôn mẹ. Chưa. Con khác rồi á. Nè nè nè. Lội luôn này nè. Vậy là con khác á. Con ngát nữa. Nè, ở đây nè. Cá dẻm lội luôn này nè. Ừ, cá dẻm lội luôn rồi bọn. Đây cầm kềm. Gì? Cá ngát dữ lắm. Cái này cầm kềm. Chém cá ngát mày. Nè nè nè, nó quậy đây nè. Bựng nó bựng. Nó bựng đây nè, cãi không à. Lặn nó đi, lặn nó đi, ngồi xuống lặn đi. Ngồi xuống lặn đi bơm. Từ từ. Có cá ngát dữ. Nó chém á chứ cá ngát gì. Ngồi xuống lặn đi. Cá ngát cũng có ký mấy á. Ngủ. Thấy không? Ừ. Nó tung à. Một đó. Có niềm kiệm mà. Cá nè, nó cá ngát, cá ngát mạnh luôn. Cá ngát bự lắm. Cá ngát 1 ký. Nhiều cá ngát chứ không phải cá dẻm phải không? Mày biết đâu. Nè nè bấm cái ngát nè bấm. Vô nè. Nó cá ngát nữa. Cá ngát hai ba con luôn. Đừng chạy nữa. Nè 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 con chừng đạp cái này. Từ từ đi. Ở đây nè. Nè nè cá ngát nè. Người 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 người. Cầm lưới lên vậy nè. Ừ. Nè nè nè. Từ 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 tao cầm lưới cho. Kế 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 kế. Nhỏ con này nhỏ. Con này bằng từ 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 từ. Đó, tôi cầm lưới vậy tôi. Nó lượn lượn kia kìa. Nó lượn lượn kia rồi. Đó rồi đó đó. Lượn dưới lưới rồi. Đâu có hết ra được rồi. Từ từ thôi, những mẹ cá nằm dưới đấy á. Rồi mới đây hớp được 20 cá ngát bự rồi. Nó nè. Đâu? Nó nè, nó nè, nó nè. Luôn. Cá ngát. Chỗ này lên. Từ. Rồi. Rồi con cá ngát từ từ không? Con cá ngát. Ừ. Ôi, vô vô mánh rồi, vô mánh rồi cả nhà. Vậy còn con đằng kia nữa rồi. Còn có bự lắm. Đây nè. Từ từ đi Tư. Đi lặn lưới hả? Ghê ghê. Ghê cả nhà ơi. Đây là anh em mình có lý rồi. Giỡn đụng mẹ, chẳng quen mà giỡn bệnh luôn. Tưởng có chém chứ. Làm gì vậy? Ghê nó rồi. Đi nó rồi. Vô cái nhát đạo quá. Lên lên bỏ vô vợ đi bọn. Lên vậy đi. Má hai bọc. Rồi đây cả nhà ơi. Nè giờ mình bỏ cá vô nè. Đăng chưa cạn mà có bắt cá được vậy là quá ok luôn. Anh Sáu ơi. Anh Sáu bỏ anh em. Anh Sáu ơi. Cá vậy đây mà anh Sáu bỏ anh em. Lỡ hôm nào đi đánh đi nước. Ồ, bỏ vô, vậy là ngon rồi nè. Mấy kilo rồi? 120 kg cá con đó rồi. 230 kg à. Dâu rồi, người ta bán 130. Thôi bỏ anh trước đi bà ơi. Thôi kệ nó. Bỏ cái nổ. Ý. Cầm, 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 cầm bọc chứ. Cá này trắng nhất ta. Mặt à. Phù trắng nhất ta. Rồi, cá này. Bỏ vô. Cái này giọng luôn hả? Hả? À. Giọng hết đi. Ấy mình chưa ấy cả nhà, nếu mà nãy mình mua thùng cá, cá nào nó chết chứ mình bỏ vô mình muối.
để mình phụ sang cái nhà. Nó đây nè, nó nằm đây luôn nè. Ủa con ngát hết đó, ngát luôn. Trời ơi. Con ngát chứ phải trẻ. Con ngát, con ngát. Trành bành con ngát luôn. Ủa con ngát. Trời ơi, bà mới trắng tươi luôn. Ngát vậy à. Con sao biết. Bao ký, bao ký luôn á. Chứ con ngát này bèo 5 ký. Thôi, thôi. Thôi, thôi. Ngát 5 ký luôn. Thôi. Rồi. Thì quái, để cái lóc cá kìa. Thì quái nhà ơi. Thả xuống. Ờ cá này thấy đã. Thì quái, thì quái. Ôi giời. Có giật. Đem em lên trên, đem lên trên. Kéo lưới lên, kéo lưới lên. Trời ơi. Con này sao hớt. Con này đem giọng vô. Đem thấy giọng đi lên. Thôi thì hớt đỡ đi rồi. Vô vô vô. Rồi. Rồi cá gác. Vô, thằng hớt con cá gác kìa. Cha xanh mày đẻ vợ. Trời ơi. Chờ, con này 5 kg luôn không? Gì? 5 kg. Đâu coi. 5 kg. Ừ con cá. Ở đây nha, tôi lấy giọng nha. Ừ lấy giọng đi. Cá cá đóng luôn. Trời ơi. Tôi thấy nó gốc cây không? Quay quay bắt con cá cháp này luôn. Đâu. Trời ơi vô rồi cả nhà ơi. Cá cháp rồi. Kìa 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 cá cháp. Thằng kia con còn ngát nữa kìa. Cá cháp. Ôi thì quái. Anh Sáu ơi. Thì quái này anh Sáu ơi. Ê, cá ở đây còn cá còn 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 cá. Anh Sáu, thì quái 5 kg. Từ á, để nó lùa lên cái nó lên nó chân nè. Dạ. Cha xanh mẹ đẻ tới giờ trời thấy con cá ngát kìa. Anh Sáu ơi. Ở con cá ngát. Anh Sáu ơi, anh không có đá tay rồi, mấy em đá tay anh Sáu ơi. Cá ngát chứ còn cá cháp, hết biết rồi. À, tớ mà nửa quẻ nặng gì à. Không có ngát hồi đó giờ mới thấy. Hồi đó thì tôi mới thấy luôn á. Cái đầu nó nở nha. Cái này cá ngát luôn nha, không phải cá quát đâu. Sao bự quá vậy? Cá ngát đều chân à. Quậy gỗ 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 nhưng mà cá sâu á. Gỗ gỗ cá cáp cắn cắn. Tan cái chịu này vô. Rồi. Rồi. Ờ con cá ngát. Rồi cầm mình đi vòm, cầm mình trước đi vòm. Trời ơi. Cầm đi sao cầm? Đó, vậy đó, đưa để quay qua, quay qua. Thôi rồi. Để lên vòm, cầm. Quay ra đây nè. Ra đây, cầm lên. Ừ đó. Trời. Lão xình rồi. Đừng vút vô ga ông nội. Biết rồi. Ờ con cá ngát hai người làm. Hết biết. Cả mét á. Quay đầu qua cái nữa coi. Ờ coi này. Cái miệng. Đó. Cái hồng cống với quyển cái miệng gì nó vậy cầm ra. Ôi coi coi tấm hình hình đẹp quá thì quái quá đã rồi. Ok chút về cầm thử à, bỏ vô đây nha, quay thử luôn cần à, bỏ vô ôi cái ngắt. Ủa đây mập mập không này vô bà cậu ơi bà cậu dạ cháu giờ đừng có bị xuất viện này con còn cái gì tôi giấy gì ta cúng bịa gì ta. Nghe bốn. Dạ. Có gái. Cứng chưa này. Đợi hả? Ta cẳng con dâu nè. Vâng. Chú dâu vợ. Đâu? Nó ngát út tùm tùm nè. Con cái này nó hết vậy rồi. Nè, nó ngát nè. Út nè. Chú dâu kìa. Út kìa. Nó út quá. Con càng mới bắt con càng nữa vậy. Con càng bổn ta. Nó phóng ra bổn. Để đây, bắt lên đây cẳng rồi nè. Đâu? Nó chưa cẳng đâu. Ừ, miệng dư lắm đó nha, từ á. Đi từ thôi. Đi cẳng mất vàng lại. Bự rồi đó nha. Nào. Đó, nó bắt vàng không mấy ký lô rồi. Một ký hả? Hơi chục ký lô. Coi chủng này có cái gì không? Vô cái giọng bự
dòng kia nhỏ quá. Rồi chùa nó vô. Cầm cầm lên, cầm cá lên bấm. Ủa. Rồi rồi lấy cá kia bỏ vô, lấy cái nhỏ bỏ vô đây đây. Rồi thôi. Rồi nó trắng hỏng luôn cả nhà. Cá này mà ăn một cái vô. Đây nha. Cá này dài 7 tấc lắm bồm ha. Cầm cá ra đi. Là vô mánh rồi. Cầm cá nữa nè. Nước chưa có cạn tới đầu đâu mấy anh em bắt như đây rồi đó. Chứ ra hết luôn đi bồm. Cuộc đời vỏ nó đi Tư, khỏi lần theo gì. Đây. Nó nghe, anh ơi. Hốt đi bồm, hốt hốt đại nó vô nước đi bồm. Nên con nó bồm ơi. Hắt ngược ra vậy nè. Rồi còn nước để đi. Rồi là đẳng đi. Tôi đứng ngoài chưa nhổ viền được không? Nhổ viền thử đi. Thử. Rồi hai ba con bà ơi. Ừ. Nhanh đi để. Giọng này thấy cái máy rồi đó. Hương không ơi. Hết tới vườn rồi. Rồi, để lát bắt tiếp. Để bỏ nó, bỏ. Con hộp. Đây nè, anh bờm ơi. Anh ôm lắm. Anh cầm cái lưới đó về phân lên đi. À, lấy gọn ghẻ rồi, quay cái cảnh nó đẹp. À, làm hai con luôn. Cầm lưới lên, cầm lưới lên, cầm lưới nó lên. Ừ, ừ, xúc. Nè, nằm lên đây luôn, ở lên luôn chứ hai con gì. Nè. Mê ơi. Nè, cầm phân lên nè. Nó chạy xuống. Nó chạy lên. Quá cái ngát bị lu luôn rồi. Trời ơi, ôi ôi. Thương không? Thấy thèm. Đây. Đã hỏi gì đâu hết tí. Trường chơi vô. Còn con đây nữa. Còn con nữa. Rồi lát họ phải coi lại nữa. Còn con ở đâu? Con lại lui xuống dưới rồi. Kè 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 nó kè nó kè. Đây. Thì về đâu? Được chưa? Chưa. Đó, đó ngay tay mình á. Đó. Vô. Ngay đây con nữa nè. Con nè. Nằm kẹt 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 á. Mê rồi, mê rồi. Không. Đó. Cầm giỏi lắm. Trời tung vô dưới dễ xúc. Có ba thằng á. Hoài. Nhây. Cái đó tung vô dễ xúc hơn đi viện. Rồi được rồi. Ta bỏ vỗ đi. Bỏ vỗ đi bà. Rồi là bỏ vỗ cái. Bỏ vỗ đi. Bỏ vỗ xong rồi bỏ nó xích ra ngoài cái nữa nha. Cái gì vậy ta? Ở đây được vỗ cá nữa. Ừ. Vỗ cá giọng rồi cả nhà. Còn đây nữa nha. Để tôi xúc cho. Không, nó bự. Nó nói dầu. À, tôi cần ngát lên luôn cả nhà. Từ mua ra đi. Để xúc cái bự đi. Bị cứng viền quá. Thì đó đang thùng viền mà. Nó ngát rồi, mấy chục ký nó ngát rồi. Chỗ này có mấy chục á. À. Sáu ơi, có phụ sáu. Trời, có anh sáu nữa, nấu gì nữa. Sáu đây, có phụ. Sáu bây giờ anh làm trời thôi. Kìa bộm cái nhai vỗ kìa. Đấy, đấy, vô vỗ. Để vô vỗ. Cạn quá à, vỗ cá ngát cạn vậy. Nó bị suy cạn á. Cá kìa. Đó. Đó, vô đi bơm. Cá gì không có cả nhà. Rồi.
Thôi thôi bỏ bỏ lên. Wow. Còn nhiều dưới bên đó còn nhiều lắm á. Thôi đừng bị cái gì lắm á. Ừ để gì em đi. Ước mê bệnh ngọn chỗ hết mê dính là trẻ lớn bé từ lứa đồ xúc đại cũng dính rồi. Thôi gỡ coi kìa. Thôi gỡ nằm làm cái gì vậy? Cái này đồng gánh. Tự đi nhẹ nhẹ thôi. Chết đi. Mày phóng hoài. Tao muốn đâu. Tôm càng. Má dính. Đồ. Để giờ xuống kho gọi hết. Để giật xuống dưới đất thôi. Rồi là đổ đi, là đổ đây, ra đi. Đây, tổng này không, tổng thôi Tư này ơi không. Tư. Hả? Chịu khó chạy đặng lấy cái giọng đi. Lấy giọng. À Tư lấy cái cỡ đó, cái giọng nó ra Tư buộc vô đây đỡ đi. Lấy cái giọng bự đi, chứ không được rồi. Lấy giọng bự đi. Rồi rồi cá, nó nằm như bánh canh ở đây luôn cả nhà ơi. Đúng là ngã bẫy không hà, không làm anh em thất vọng. Đó, cá chấm bùng mày ơi, không phải cá, không phải cái mày có mú. Ơi. Ơi. Ơi nè. Nè cả nhà, con cá nè. Nó nằm nè. Lớp 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 ở đây luôn. Hết biết luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Mình không biết nói gì luôn á. Lần đầu tiên nhà đăng của mình luôn á Tư. Giỡn này nè, giỡn này câu câu phụ này. Nãy giờ anh em mình giọng cá cả nhà, giờ anh em mình bắt tiếp nè. Quá trời cá ngát rồi cả nhà, ở nay vô luôn rồi. Khủng không. Hết nói nổi rồi. Rồi. Quá trời quá đất rồi. Trời đừng cho nó nhu gì bồ mới. Có bành phụ gì không? Ờ dở gì nè, dở da trống dễ xúc. Trước khi dở mày để cái vợt xuống trước đi bòm. Mày dở lên ừ đó. Vậy là cá tự động nó vô luôn rồi. Trong từ từ hả? Ừ, đừng hát vô nổi. Để nó tự để nó vô luôn à. Vô à. Đó. Từ 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 bỏ đi, từ từ khỏi phụ đi, từ từ vét nước đi, vô vét nước chỗ rồi đi. Nhưng mà tôi vét nước bớt chi. Từ từ để tao lằn lên nè, tao lằn lên nhẹ nhẹ vậy nè, cái mày để cái vợt vô cái. Quá trời nó nằm cái nè. Lên như bánh canh luôn. Lúc này nó uống hết rồi. Bay dưới cả đống dưới kìa. Còn cái bực kia. Còn là cái ngọn nó chưa xong gì dấu á. Coi sao nó chia giờ hai bên bắt được. Thôi không chia nổi đâu. Bắt cái nào cho hết chỗ đó. Cái nào lấy luôn đi bà mày. Lấy luôn. Rồi, nhìn ở đây cái đi. Nhìn ở đây cái đi. Từ 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 nha. Con ra ngoài đi. Đó, lằn vô. Dễ dở thả thẳng lên cái mà lằn vô, nó vô hết. Khổ xúc. Nó bị dướng lưới à. Cạn dữ lắm rồi đó. Thank you.
bờ mới đó mình để giờ kêu cho dở ra nhưng mà bờ đây nè. Nè để giờ kêu để vô, để vô đi, dở nhẹ nhẹ lên cái tự động nó vô. Qua rồi thổ thì dở cái gì dở cạn xuống mắt không hết. Tôi ấy ra là tôi thấy cá ngát chạy lên rồi. Vậy lát chứ bắt trong kia nữa biết chừng nào sao nó kịp. Lên 5 khúc hả? Ngộ chắc lên 5 khúc dồn ra mé bắt. Ừ. Không hết nổi. Nổi rồi. Thằng ngừng lấy lưới rồi nữa. Rồi dắt nào. Ừ. Nhất này nó ra bớt rồi đó. Ra bớt sẵn. Sợ nãy mình lấy nó quậy với mày. Chưa, đủ nữa không? Xong rồi, xong rồi. Xong cá rồi. Chạy được không? Đang chạy lại kia cái. Chạy lại kia cái đi. Không chạy ngay tới nữa kìa. Không chạy nữa. Đúng. Lấy cá ra, lấy tôm ra. Hết chưa? À. Dài đó còn đó, một hai con đó. Đấy nó. Lại tới đó hết rồi. Lại. Chút còn lấy dưới. Túi này nữa lại. Rồi, đi. Dinh ra bà ơi. Này má chỗ này dắt ra nữa nè. Ra bớt á. Ra bớt rồi đó. Ra chỗ này không bao chục ký cá à. Phút này không. Ê, mình chịu khó nước, bỏ nước, mình chịu khó bỏ vô giọng nó cái nữa rồi. Xói nước. Không. Xói nước đi. Bỏ vô giọng. Đây vào giọng nó để vậy luôn hả? Bỏ vô giọng xanh rồi. Xanh cột ở dưới. Rồi. Đó. Rồi để lên bờ. Nhảy. Nhúng cái nó đi. Đổ trên là bờ ơi. Đổ trên đó. Đổ trên đây nè. Khoan từ từ. Dầu cũng sao á. Nó có miếng xíu. Rồi, rồi. Từ từ lấy chân ra đi, cá đóng. Rồi cả nhà. Rồi đi. Rồi đi. À, không nghe. Nhiều không Tư? Mấy ký. Ở đây cá đóng luôn nè. Đây mấy ký á, bơ. Rồi mấy ký. Mấy 2 ký. Xúc bùm ơi. Xúc đi con nào tao bắt được tao bắt phụ. Xúc bớt rồi. Cái chát. Con cà cái đóng. Chém buồn cá ngát bầm ơi, ngát cái cá cháp rồi bầm. Rồi cứ từ từ. Bộ xúc còn không? Cái này con càng hết luôn đi. Hả? Con càng quăng ra ông kéo vỏ lên. Giật lớn lắm rồi, tao vô cái này. Hả? giật đi sao đâu kéo bụng tôi đi cạn ơi kéo đi ông bụng quay một kéo gì vậy hả ngát cái gì ngát nồng kìa nằm lủng lẳng luôn cả nhà ơi cái cháp kìa bà. Cái này có ngon không? Ngon.
Nó ngon không anh Sáu ơi? Ngon. Sáu ơi Sáu. Lên nó như là bánh sáu. Trời ơi kìa. Okay. Trời ơi. Lấy chân lấy ra chỗ đó đi. Xúc lỡ. Mày xúc đi, tao bắt được con nào tao bắt. Dạ. Đây. Trời ơi. Trời ơi, cá cháp khổng lồ. Này mình mất mấy con nằm ở trên đây cái. Này cũng chết quá. Dàn đăng ở đó giờ luôn. Từ lúc mà anh em mình làm đăng tới giờ luôn mới có dàn này cả nhà. Quá khủng khiếp rồi cả nhà. Khủng trong cái khủng luôn. Trong đây bỏ đi. Đây con nó tin lên đi con mò mò. Thôi rồi đây con cá ngát nào. Đây rồi. Rồi, dính phụ qua bển đi. Để đi. Hết chưa? Khúc này hết. Trời ơi, khúc này hết đâu nè. Nằm lởm bởm ở đây nè. Hết gì? Lấy cái nâu rồi xuống. Từ 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 tới không ra. Ừ. Yeah. Ui ui ui. Rồi ngồi lóc cóc. Vô bờ không? Ý là chế vô vỏ đi. Chế vô vỏ nè. Mình còn cái ngọn nặng nữa cả nhà mà không biết bắt kịp không nữa nè. Này con. Mình qua đâu cạn tới đây đâu. Qua tới đây mình nhắn rồi bơm. Ừ. Nó nhậu nó còn con cá nè. Nó dù dưới đó. Kéo ấy là đi cái chuyện này chưa? Còn, mẹ. Còn. Cái dù đất còn bự lắm á. Dưới đất này. Dưới. Đây nè. Thôi, không được thôi. Qua đây đi. Qua đây đi, qua đây tranh thủ đi. Thấy dầu quá. Đây 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 đây, dinh phụ. Xuống dưới xuống xuống. Tới đây luôn, tới đây qua qua đây luôn tôi. Nó chừng gai nó chỉ ra nha. Đàn con nó ngát bự nữa kìa. Cá nâu quá. Đu đuôi vậy? Ừ. Cái này quá trời luôn đúng không? Ồ. Đó nè. Dung này nó cá này gì hả? Mẹ con lãnh cháu gì vô hết luôn. Đó nhìn tới. Cá nâu vậy không thấy tới, tới cá nâu. Thôi. Đi đi đi, nhìn chứ. Hết chưa? Chưa. Thôi để đây đi. Bắt nó đi nha bòm. Nhà ơi, một xu. Một vỏ cá luôn. Còn đằng kia hai tủ. Mình nhóc đằng nữa. Nay là còn cái ngọn chưa bắt nữa. 100 ký cá. Hai vòng vòng có chiếu 100 ký cá ngát hết. Quá khủng khiếp rồi cả nhà. Bắt nước lên đi bòm lên. Được rồi. Rồi. Bây giờ mình đi đẳng tranh thủ bắt ngọn cả nhà. Nước lớn nè. Rồi đây cả nhà ơi, cuối cùng anh em mình về nha cả nhà. Đây nè. Cá ngát quá, trời cá ngát cả nhà ơi. 40 ký. Gì? 40 nó gì? Còn ký. Còn ký. Ăn đây 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 cả nhà. Đổ vô cái bát này đây còn đợi kiện ơi quên. Nay vô mánh rồi cả nhà ơi. Có ai mua không? Con lành nào? Quá sướng rồi, anh em bắt cá đã tay luôn. Giờ này mới về tới nhà. Chọt cá. Cá trong càng mình bán trong càng.
vàng với lại cá cháp được mình bán bớt rồi cả nhà. Rồi clip của anh em cũng xin tạm dừng đây nha. Hẹn cả nhà những clip mới nhất của anh em mình. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Chào cả nhà nha. Đuối rồi cả nhà. Biết anh em đuối hết rồi.